Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh trở lại với bãi kiểng của anh Nghĩa ở thành phố Cần Thơ hết với cô chú. À, giao lưu hôm nay là mình có một số phôi mai vàng, phôi tứ quý, cây đế viết luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi, này là phôi mai vàng nha quý cô chú anh chị. Quá trời bộ đế luôn ạ. Có tứ quý với lại mai vàng hết cô chú. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Nghĩa ạ. Số điện thoại thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề. Mình đồng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh giúp em ha cô chú ha. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho chỗ của anh Nghĩa trong suốt thời gian qua ạ. Chúc cô chú anh chị mình chọn được những phôi mai thật là ưng ý luôn nha. Dạ, bây giờ em vô clip mà giới thiệu hôm nay luôn ha quý cô chú anh chị. Dạ, em xin chào ông chủ ơi. Dạ, xin chào Phương, xin chào tất cả bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay con em có về được một số mai vàng với phôi mai tứ quý đó, muốn giao lưu với bà con, mong bà con ủng hộ ạ. Địa chỉ của em là phường Trường Lạc, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0799598147, em tên Nghĩa. Số đó cũng là số Zalo của em ha. Rồi, không làm mất thời gian của bà con, tiến về cây mai mã số 1. Dạ, cây mã số 1 đầu clip hôm nay là phôi một phôi mai vàng. Cây này mới bứng về chuyện hôm qua, chưa vệ sinh dạ. Cây nữa cô chú ơi. Thân lắc lượng luôn nha mấy cô chú. Lắc lượng, bộ đế thì rất đẹp nha cô chú. Đế nơm đẹp lắm. Đế sổ đều bầu luôn nha cô chú anh chị ha. Sổ nơm đều hết. Đế lực nữa. Củ đặc luôn nha mấy cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha. Dạ, cây này có tổng chiều cao là 124. Dạ. Đường kính bầu là 70. Quanh thân vị trí này là 43. Dạ. Quanh eo nhà nhỏ nha cô chú, tuốt cả trên luôn đó. Vị trí là 93. 43. 43 chứ em xin lỗi. Tổng quanh đế là khoảng 1m7 nha cô chú. Dạ. Đây là phôi mai vàng mã số 1. Em muốn giao lưu với bà con là giá 9.500.000 bao ship toàn quốc cho bà con luôn ạ. Dạ. 9.500.000 nha cô chú anh chị. Cây này thân nó lắc lượng cũng khéo cây lắm nha cô chú anh chị ha. Cây nhìn ngoài khá có duyên nha cô chú. Dạ. Dạ rồi, đầu clip hôm nay là 9.500.000 một phôi mai vàng đế nơm nha cô chú. Để em đo thử cái đế nơm đó thôi. Dạ. Đế nơm nó là 27. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn anh ha. Dạ, rồi tiếp theo là phôi mai vàng mã số 2 nha cô chú. Dạ, cây cũ đế nơm luôn. Cây rất đẹp cô chú ơi. Dạ, ăn cây cũng lắc lượng. Lắc nha quý cô chú anh chị. Đế sổ nơm. Cái này đế nơm mà cọng rễ lớn lớn không mà cô chú anh chị ha. Đế bắp rất lực, củ nở nở hậu rất đẹp. Cái này có tổng chiều cao là 1m5 hơn 1m5 nha cô chú. Dạ. Mặt bầu khoảng 1m6 á. Dạ rồi. Đường kính bầu là 65. Rồi đem đo. Đâu anh eo tốt ở trên này luôn. Là 40. Vị trí này 40 à? Dạ, rồi đem đo lắng lắng xuống hình cũ cho cô chú tham khảo nha, hoành này vị trí này tham khảo nha cô chú. Là 53. Dạ. Rồi để em đo tổng quỳnh đế. Tổng quỳnh đế khoảng 160 luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Cái này đế sổ đề. Đế sổ nơm. Nơm cao lắm mà đế lực không. Đem đo thử cái quỳnh đế sổ coi. Sổ là 25. Dạ. Sổ cao nơm đều luôn nha cô chú. Là 25. Đây là phôi mai vàng mã số 2 em muốn giao lưu với cô chú là giá 9.500.000 luôn ạ. Dạ, cái này có cốt cành phong cao cây trực lắc nha cô chú anh chị. 9.500.000 ạ. À. Mã số 2. Dạ rồi em đổi cây luôn anh nha. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 3 là một cây mai tứ quý nha cô chú. Quá trời. Đế rất là khủng luôn. Đế luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này cứng bầu luôn à. Đào bầu. Đế nơm cứng bầu hết. Cái đó luôn nha cô chú. Dạ có cốt cành luôn ạ. À. Rồi em xin thông số nha anh chủ. Cây này có tổng chiều cao tới mặt bầu là 102. Dạ. Đường kính bầu là 77. Dạ rồi. Cây này tổng quỳnh đế là khoảng 1m9 nè cô chú ơi. Dạ. 1m9 2m chiều cao cho cô chú. Dạ cái này cứng bầu luôn nha cô chú anh chị. Đây nơm cứng bầu hết luôn. Đặt kẹo hết. Đem đo thử cái độ nơm của cái cây. Độ nơm là 35. Dạ rồi. Đế sổ nơm là 3.5 cô chú.
Hoành thân vị trí này 46 yếu như 45 đi. Dạ, vị trí này 45 nha cô chú. Rồi em đo tốt cái trên luôn cho cô chú hai bài thông số tham khảo đi. Hoành tốt cái trên này là 41 Hoành. Dạ. Cây này có cốt cành đều, cốt cành đầy đủ, giót đọt luôn cô chú ơi. Lợp tàn dù là quá em luôn nha mấy cô chú anh chị. Đây là cây mai tứ quý mã số 3, em muốn giao lưu với cô chú là giá 15 triệu em bao ship cô chú là toàn quốc luôn ạ. Dạ. Cây này bộ đế khá đẹp đáng chơi nha mấy cô chú anh chị ha. Rồi em đổi cây luôn nha. Dạ, tiếp theo là phôi mã số 4 nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là phôi mai vàng mã số 4 nha cô chú. Cây này phôi quá luôn nha cô chú anh chị, đế sổ nơm. Cây này rất già cô chú ơi, cây dáng bay rất đẹp. Rồi cây này vô cái chậu đẹp đẹp một xíu nữa là đáng chơi luôn nha. Cây này đang xù cốc hết cây luôn cô chú ơi. Cây già dữ lắm, già nguyên cây dáng bay luôn. Dạ, dáng bay mà có cốt cành rất khéo nha mấy cô chú anh chị. Trời, em xin thông số luôn nha ông chủ ơi. Đem đôi đường kính bầu. Cây này có đường kính bầu là 50. Dạ rồi. Quần đế là 130. Dạ. Chiều cao là 50-52. Dạ. Cây này đế sổ rất nơm nha cô chú. Đế sổ nơm là 37. Hoành thân là 19 yếu như 18 đi. Dạ rồi. Hoành dưới đây thì rất lớn. Đem đo cành bay ra thử. Cành bay tới đây là 69. Dạ. Đây là cây mai vàng mã số 4, em muốn giao lưu với cô chú giá 4.200.000 bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ạ. Dạ 4.200.000 nha quý cô chú anh chị ha. Cây đế sổ nơm cao luôn ạ. Xù cốc hết cây cô chú ạ. Cây nha quý cô chú anh chị. Xù cốc hết trơn cây. Cây em không có vệ sinh mà u nặng, xù cốc hết trơn cây. Gốc rễ lên xù cốc hết rồi. Dạ, hoành không có lớn lắm nhưng mà già cây lắm nha cô chú anh chị ha. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu vậy? Dạ, cây mã số 4 này muốn giao lưu với cô chú giá 4.200.000 bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Dạ, 4.200.000. Dạ, em đổi cây luôn anh ha. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 5. Rồi, mã số 5. Phôi mai vàng cây đâm tượng sống khỏe luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này củ đế rất lớn nha cô chú. Cây này nhìn ngoài đẹp lắm. Rồi, nguyên một cái củ nạc luôn nha quý cô chú anh chị ha. Cái mình nó rất là già, nó lên xù xì luôn nha quý cô chú. Rồi, cốt cành có luôn ạ. Rồi, em xin thông số luôn nha ông chủ ơi. Cây này có tổng chiều cao là 130. Dạ. Đường kính bầu là 65. Đồ tổng mình để hào hào ra, mình để đặt đi. Là 125. Dạ. Đây mình để dân vị trí này trong đây 125. Quá trời cái cũ luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này cái thân á, cái đường cong lắc nhìn rất là khéo cây luôn nha quý cô chú ha. Cây nhìn ngoài có duyên lắm cô chú ơi. Rồi để em đo hoành thân. Dạ. Hoành ngay trí này là 47 như 42 đi. Dạ, vị trí này 42. Rồi đem đầu hoành giống giống con thú này, hoành củ nạc này. Là 61. Dạ. Cái chỗ này hồi xưa có cái tược mình chủ nhà cắt đó, bây giờ nó thành đá nó liền lại nghe cô chú. Không sao nha, bao cô chú là không có quọng gì ha. Cây thì thân lắc lượng rất đẹp. Dạ, cốt cành cũng lực luôn nha mấy cô chú anh chị. Dạ, mã số 5 này mình giao lưu giá bao nhiêu? Dạ, đây là phô mai vàng mã số 5 muốn giao lưu với cô chú là giá 15 triệu bao ship cho cô chú là toàn quốc luôn ạ. Dạ, 15 triệu. Cây đâm tược sống khỏe hết rồi cô chú anh chị, mình về là trồng liền được luôn ạ. Cây này bông cũng đẹp lắm nha cô chú. Bông 7 cánh, 9 cánh, 12 cánh. Cây này thì em có thấy mặt bông rồi. Dạ, rồi em đổi luôn anh ha. Dạ, tiếp theo là cây mã số 6. Rồi, số 6. Cây mã số 6 là một cây phô mai tứ quý nha cô chú. Cây này nó có 3 thân luôn hay cô chú anh chị? Nguyên một củ đặc luôn ha. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Cây này có tổng chiều cao là 95. Đường kính bầu dài nhất là 53. Dạ. Hoành thân ngay trí này là 63. Dạ rồi.
Cây này rất dài nghe cô chú. Đấy thì nó quá lực, nó bỏ đều nơm cắm xuống hết trơn. Mà cắt cái nhựa mạnh này nha mấy cô chú anh chị. Cây này xong phẻ rồi cô chú ơi. Kéo nhựa rồi. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy? Dạ đây là cây mã số 6, một phô mai tứ quý, muốn giao lưu với cô chú thì giá 6.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ạ. Dạ 6.500.000. Rồi em đổi luôn anh ha. Tiếp theo là cây dạ, số 7. Tiếp theo là cây mai vàng mã số 7. Cây phôi khủng luôn nha mấy cây phôi khủng luôn cô chú ơi. Bộ đế nộm cứng cây hết rồi. Đặt bầu hết trơn, đế bắp lực không. Dạ cốt cành cây này đóng rất khéo nha mấy cô chú ha. Giót cây luôn ạ. Giót cây nuôi vú bò hết trơn cô chú ơi. Này sẵn cho em xin chiều cao luôn anh ha. Cây này có tổng chiều cao là 126. Dạ. Cao 26. Đường kính bầu là 95. Dạ rồi. Cây này quỳnh bầu tới đâu đế tới đó đó cô chú ơi. Cứng ngắt cái bầu đế luôn. Hào hào bầu đế cũng là 200 mấy, 240, 250 đó cô chú ơi. Dạ, sao em đi một vòng cho cô chú anh chị xem kỹ phần đế em ha. Bầu đế này là từ 250 lên đó cô chú ơi. Bầu tới đầu đế tới đó, đó. Cứng ngắt cái bầu thôi chứ. Nguyên một bệ đế thôi nha cô chú anh chị. Nguyên một bệ đế đồng đặc luôn cô chú ơi. Dạ, rồi em xin số đầu hoành luôn nha. Rồi cái này em đo hai bài vị trí cho cô chú tham khảo đi ha. Đo hoành tốt ở trên này luôn là 54 hoành. Dạ, vị trí là từ mặt bầu lên vẫn 2 tấc luôn chú ơi. Dạ. Rồi đem đo nới xuống. Rồi vị trí này là 67 hoành. Dạ. Rồi Vương gắng đi dắt chồng cho cô chú xem vị trí này ha. Vị trí nó là 67 hoành. 7. Rồi dạ. Thẳng thước luôn cô chú ơi. Rồi đem đo cái củ nạc nó thử, củ đặt nè. Cô đặt nó là 124. Dạ, vị trí này 124 nha mấy cô chú. Đế thì nó bỏ bắp lực không à. Bỏ nôm đều, cứng hết trơn, không chống mặt nào chứ. Rồi em đi thêm vòng đế nữa mấy cô chú, chị mình xem kỹ giúp em ha. Đế nôm đều bầu hết, cứng bầu hết. Đáng chơi luôn nha mấy cô chú anh chị. Không có bị trống bên nào luôn ạ. Cây này nhìn ngoài hồng cây rất lớn nha cô chú. Rất đẹp cây này. Dạ, rồi. Giót cây luôn nha mấy cô chú ha. Đem đo thử cái đọt giót của cây. Dạ, giót đọt lại còn 19 nha cô chú. Dạ, giót 19. Rồi đây là cây mai vàng mã số 7, em muốn giao lưu với bà con là giá 49 triệu bao ship bà con, cây này là 200 km ha. Dạ, tay chi nó lên nuôi vú bò luôn nha mấy dạ, cô chú. Dạ, cây vú bò hết trơn cô chú ơi. 49 triệu mã số 7. Đem đo thử tay cành 1. Tay cành 1 nó là 24 hoành. Dạ. Phần thân ở dưới này là lên sụt cốc. Lên sụt cốc hết trơn cây rồi cô chú. Cây này nhìn ngoài hồng cây rất lớn, rất đẹp. Rồi mã số 7 là 49 triệu ha cô chú anh chị. Thích sưu tầm những phôi mai vàng khủng thì mình chọn cây này ha cô chú anh chị. Cây này em bao ship cho cô chú là 200 km ha. Cây quá nặng em là mình xài không nổi cô chú ơi. Bao cũng ngự nhúc nhích không nổi cây. Dạ rồi em đổi cây luôn anh nha. Cây mã số dạ tiếp theo 8. Là cây mai vàng mã số 8 nha cô chú. Một cây rất khủng luôn. Cây này sát lớn ha, đế đặc luôn nha mấy cô đặt chú. Đế luôn. Cốt cành đóng rất là khéo cây này nha mấy cô chú ha. Rồi em xin thông số chiều cao luôn nha anh nha. Dạ đem đo chiều cao. Cây này có tổng chiều cao là 145 tới mặt bầu nha cô chú. Dạ. Sẵn ở trên đây em đo giót đọt luôn. Giót đọt lại còn có 16 à. Cái đường kính bầu nó là 85 cô chú ơi. Đấy bầu rồi. Dài nhất 85. Em đo hào hào nguyên tổng cái quần đế đặt luôn nha cô chú chị. Nguyên củ nạc luôn. Mét rưỡi cô chú ơi. Dạ. Nguyên khối đặt này luôn là mét rưỡi đúng luôn. Rồi em đi một vòng ha. Đế thì bắp lực không. Bắp nổi này bự bắp tay em. Cái này nó gom lại một chặt cái dắt chưa ai rất đẹp. Đế không chống mặt nào luôn nha cô chú. Bỏ đều nôm đều hết trơn giáp bầu đế luôn. Dạ. Đế bắp lực bự bắp tay em. Trời em xin cái dắt chưa ra luôn.
Hoành luôn ha. Rồi, cái này em cũng đo hai vị trí của cô chú tham khảo ha. Đo Hoành tham khảo trước vị trí dưới này cho cô chú tham khảo đi. Ngay vị trí này là 87 như 86 đi. Dạ, vị trí này là 86. Hoành này Hoành tham khảo nha cô chú. Dạ, rồi. Rồi, để em đo nới đi. Nới lên trên này chút xíu. Phía dưới này nó hơi sắn cái cây cô chú anh chị. Cây sắn như cái cây sơ ghi vô cô chú ơi. Dạ. Ngay vị trí này là 73. Dạ. 73. Dạ rồi. Rồi để em đo tuốt ở trên này luôn. Vị trí này là 67. Quanh quanh eo nè cô chú ơi. 67 nha cô chú ha. Dạ rồi. Rồi quanh tút ở trên này là trên 2 tấc luôn là 62 quanh. Dạ 62 vị trí này nha. Đo gan hơn gan tay luôn cô chú ơi. Cái bể dách dưới ai rất đẹp nha cô chú. Dạ. Rồi. Rồi đây là cây mai vàng mã số 8, em muốn giao lưu với cô chú là giá 69 triệu, em bao ship cô chú là 200 km ha. Dạ 69. Cây này cây bể dách chữ A rất đẹp cô chú ơi. À, đế nở chạc nha cô chú anh chị nha, cũ đặc luôn ạ. À. Rất lớn cây, cây này nhìn hồn cây ở ngoài như 80-90 quạnh. Bể cái mình liền. Nó hơi sắn nha cô chú. Sắn ốc hết trơn. Dặn rất đẹp cô chú. Dạ. Rồi em quay tổng thể thêm lần nữa cô chú anh chị xem chi tiết lại giúp em ha cô chú anh chị. Mã số 8, 69 triệu. Đế bắp lực không cô chú ơi. Cây này nhìn ngoài rất đẹp cây cô chú ơi. Lên hình không mới sợ chứ nhìn ngoài nhìn rất đẹp. Cây thì nó liền lạc không có thẹo gì, chỉ có thẹo cốt cành hồi xưa chủ nhà cắt. Mình xử lý rồi hết trơn. Dạ phôi mai vàng đế khủng luôn nha cô chú anh chị. Cây rất đẹp cô chú ơi. Rồi quý cô chú anh chị mình sưu tầm liên hệ với số điện thoại nghỉ giúp em ha. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề luôn hả? Rồi em nhắc lại đây cây mai vàng mã số 8 nha cô chú. Giá là 69 triệu, bao ship cô chú là 200 km. Dạ. Dạ rồi, em đổi cây luôn anh ha. Mã số 9. Dạ, tiếp theo là cây mai vàng mã số 9 nha cô chú. Một cây mai xù. Dạ. Cây này xù chảy cộm hết cô chú ơi. Rất khéo, rất đẹp luôn. Cây này thì chủ nhà ghép giảo rồi nha cô chú. Dạ, một cây phôi mai vàng xù ghép giảo nha mấy cô chú anh chị. Cái này tai chi đều cành hết rồi nha cô chú ha. Xù thì như muốn như chầm chầm hết rồi. Dạ. Xù cộm cao hết rồi. Xù bích mình từ vị trí này xuống tới đế luôn nha mấy cô chú anh chị. Xù chảy vàng ngính luôn nha. Rồi xây nhẹ giùm em vòng ha. Xù nhưng mà có đế luôn nha mấy cô chú anh chị. Nguyên một bệ đế đặt kẹo luôn à. Cây rất đẹp cô chú ơi. Xù cộm. Xù chảy sắp trên cây hết trơn. Dạ, rồi em xin ông số. Rồi nha. Em đo tổng chiều cao. Cây này có tổng chiều cao là 1m20 nha cô chú. Dạ. Tán ngang là 1m cô chú ơi. Rồi. Nên rồi tổng hình đế. Cây này bầu tới đâu đế tới đó luôn nè. Cây này cây thần môn. Nguyên một bể. Hình đế là như mét rưỡi cô chú ơi. Tổng hình đế. Dạ, xù luôn tới rễ luôn ha. Dạ. Xù rễ xuống rễ lên tới đọt luôn. Xù chảy cộm cũng khá là nhiều. Chảy sắp trên cây. Chảy bệt bệt chưa. Dạ, cốt cành có đều luôn nha. Dạ, cây xù này mình giao lưu giá bao nhiêu đi anh ơi? Dạ, đem đo hoành luôn. Dạ. Hoành ngay chí này là 46 hoành nghe cô chú. Dạ, rồi. Rồi đem đo nới dưới luôn. Nơi dưới này cũng là 46 luôn cô chú ơi. Dạ, vị trí này là 46 à. Rồi đây là cây mai sầu mã số số 9. 9. Em muốn giao lưu với cô chú là giá 24 triệu, em bao ship cho cô chú là toàn quốc luôn ha. Dạ, 24 triệu. Cô chú anh chị thích sưu tầm phôi mai sầu thì mình chọn cây này hết cô chú ha. Cây này nhìn ngoài có duyên lắm nghe cô chú. Dạ, đã. Nhìn ngoài nước sầu rất đẹp. Rồi ha cô chú anh chị. Chảy sắp đằng cây nó cộm cao lắm luôn. Anh đo từ vị trí sầu xuống dưới giùm em luôn ha. Dạ từ cái đọt xù này xuống tới mặt bầu là 60 là dạ. Muốn chăm chăm hết đi cô chú ơi. À, từ vị trí này xuống là nó bích dạ, mình luôn ha. Bích mình chân chăm chăm luôn á. Xù cộm cao hơn ngón tay em nữa. Dạ, cô chú anh chị xem chi tiết lại lần nữa giúp em ha. Dạ 24 triệu là cây mã số 9 nha quý cô chú anh chị.
Cây nhìn đẹp lắm cô chú ơi. Dạ, dạ. Rồi cây mã số 9 này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nghe cô chú. Cũng rất mong cô chú ủng hộ con ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Hôm nay mình giao lưu có 9 phô mai hết cô chú. Sù có, cây đế vip cũng có hết cô chú anh chị. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Nghĩa ạ. Liên hệ với số điện thoại của anh thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề luôn ạ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.